bớt uống sữa đi, bác sĩ tiết lộ 6 thực phẩm tốt nhất cho xương khớp, đừng bỏ lỡ. Kính chào các khán thính giả đã quay trở lại với chuyên mục sức khỏe tuổi già trên kênh Chuyện Nhân Quả. Các bạn thân mến khi cỏ cây thay lá, tiết trời chuyển mùa và bấy giờ không khí cũng đang dần trở nên xe lạnh hơn. Cùng với sự thay đổi của mùa thì đối với rất nhiều người, đặc biệt là những người cao tuổi đã ngoài 60 như chúng ta có thể cảm nhận được sự quay trở lại của các cơn đau nhức khớp vô cùng khó chịu. Vì sao lại như thế? Ở tuổi ngoài 70, bà Đào Thị Hoa ngủ ở quận Thanh Xuân, Hà Nội rất thường xuyên bị đau nhức xương khớp mỗi khi trái gió trở trời, đặc biệt là lúc thời tiết trở lạnh. Vậy nên, cũng dần thành thói quen thì cứ mỗi khi trời trở lạnh và bị những cơn đau nhức xương hành hạ bà Hoa lại dùng dầu gió để xoa bóp các khớp tay, khớp chân nhằm giảm đi cảm giác đau nhức. Bà chia sẻ với chúng tôi rằng, nó đau từ vai đến gót chân luôn, cứ phải cho dầu gió vào các chỗ khớp xương vỗ đến 200 lần trong một đêm. Bạn biết không, khi áp suất không khí thay đổi, cấu trúc khớp xương của chúng ta có thể bị ảnh hưởng và gây ra cảm giác đau nhức do tình trạng bao mòn lớp sụn bao phủ xương bên trong khớp gây ra. Và khi nhiệt độ giảm xuống, nhất là trong mùa lạnh, người cao tuổi mắc phải căn bệnh này cũng thường sẽ cảm nhận thấy cơn đau tăng lên. Điều này không chỉ tạo cảm giác khó chịu mà còn làm cản trở rất lớn đến các hoạt động sinh hoạt thường ngày của bạn đúng không ạ? À? Tuy nhiên bạn cũng không cần phải quá lo lắng vì giải pháp cho vấn đề này có thể nằm ngay trong chế độ ăn uống hàng ngày của chúng ta đấy bạn biết không canxi là một khoáng chất quan trọng không chỉ giúp xương khỏe mạnh hơn mà còn có vai trò rất lớn trong việc điều chỉnh các chức năng của cơ thể nếu chúng ta không tiêu thụ đủ canxi cơ thể của bạn sẽ bắt đầu lấy canxi từ xương từ đó làm giảm khối lượng xương và làm tăng nguy cơ bị loãng xương vì thế Ngày hôm nay hãy cùng chuyện nhân quả chúng tôi tìm hiểu và khám phá 6 thực phẩm rất dồi dào canxi mà các bác sĩ đã công bố trong video này các bạn nhé. 1. Hạt chia Hạt chia là một nguyên liệu vô cùng tuyệt vời mà các bác sĩ khuyên người cao tuổi chúng ta nên bổ sung vào chế độ ăn uống hàng ngày để có thể giúp bảo vệ và cải thiện tình trạng xương khớp mỗi khi thời tiết chuyển mùa đấy ạ. À được biết đến như là siêu thực phẩm toàn diện dành cho sức khỏe nhờ hạt chia cung cấp hầu hết các chất dinh dưỡng mà cơ thể chúng ta cần khi về già. Khi nói về khả năng cung cấp canxi thì bạn biết không, chúng ta chỉ cần hai thì canh hạt chia là cơ thể đã được bổ sung một lượng lên đến 179mg canxi rồi đấy, đây là một con số cực kỳ ấn tượng. Đó chưa phải là tất cả vì bên cạnh đó thì hạt chia còn chứa rất nhiều hoạt chất hỗ trợ tích cực cho sức khỏe của xương và cơ bắp người cao tuổi. Chúng hỗ trợ quá trình chuyển hóa phốt pho, magie và canxi trong cơ thể diễn ra suôn sẻ hơn từ đó góp phần củng cố sức bền cho xương khớp của bạn. Và bạn biết không, để chúng ta có thể bổ sung hạt chia vào chế độ ăn hàng ngày hoàn toàn không quá phức tạp. Một cách đơn giản đó là bạn hãy trộn hai thìa cà phê hạt chia với bột yến mạch trong bữa sáng. Hoặc cũng có thể thêm hạt chia vào trong các món sinh tố ăn nhẹ trong ngày để giúp mang lại cho bạn một nguồn năng lượng và canxi dồi dào quan trọng hơn cả là sự nhất quán trong việc bổ sung hạt chia vào chế độ ăn uống hàng ngày của bạn như vậy cơ thể của bạn sẽ được cung cấp đầy đủ canxi và hỗ trợ tối ưu nhất cho sức khỏe xương khớp 2. cải xoăn có một liều thuốc tự nhiên giúp giảm đau xương khớp mà các bác sĩ luôn khuyên người cao tuổi chúng ta cần bổ sung đó chính là cải xoăn nếu nói về nguồn canxi từ tự nhiên thì rất nhiều người trong chúng ta sẽ thường nghĩ ngay đến sữa bò đúng không ạ à? tuy nhiên trên thực tế thì có một loại rau xanh lại chứa nhiều canxi hơn rất nhiều so với sữa, đó chính là cải xoăn. Bạn có biết rằng trong mỗi 100 gram cải xoăn sống có thể đáp ứng đến 10% nhu cầu canxi hàng ngày? Lý do là vì trong một cốc cải xoăn sống có thể cung cấp đến 254mg canxi và chỉ với 35 calo cho cơ thể của bạn, điều này vô cùng tuyệt vời phải không nào? Và bạn biết không cải xoăn không chỉ giàu canxi, mà nó còn là nguồn cung cấp tốt các hoạt chất như vitamin C. A và K. Cụ thể hơn thì trong một cốc cải xoăn có chứa tới 93mg vitamin C 241 mcg vitamin A và 390 mcg vitamin K cho cơ thể. Điều đó nghĩa là, chỉ cần ăn một bát cải xoăn hàng ngày, bạn không những có thể cung cấp cho cơ thể mình 10% lượng canxi cần thiết mà còn dễ dàng bổ sung được những vi chất quan trọng khác, giúp cơ thể hoạt động mạnh mẽ hơn dù đã cao tuổi. Và bên cạnh đó thì cải xoăn có thể được dễ dàng chế biến thành các món salad ngon miệng hay thêm vào các loại nước ép hoặc sinh tố, hoặc khi chế biến cùng các món xào, nấu chung với nước dùng. Phong phú, đa dạng và cực kỳ dễ sử dụng phải không ạ? À? Vì vậy hãy cùng nhau làm mới khẩu phần ăn hàng ngày bằng cách bổ sung cải xoăn và cảm nhận sự thay đổi tốt lên của sức khỏe cơ thể chúng ta mỗi ngày các bạn nhé! 3. Hạnh nhân Bạn biết không? hạnh nhân là loại hạt được chứng minh có hàm lượng canxi cao nhất trong các loạt hạt ngũ cốc hiện nay. Một cốc hạnh nhân nguyên hạt chứa đến 385mg canxi, nhiều hơn 1 phần 3 lượng canxi được khuyến nghị hàng ngày của cơ thể chúng ta đấy ạ. À. Và không chỉ giàu canxi mà loại hạt này còn chứa đến 838 calo và gần 72g chất béo lành mạnh không bảo hòa đơn. Bên cạnh đó đối với người cao tuổi chúng ta những ai không ưa thích sữa động vật thì với một cốc sữa hạnh nhân không đường mỗi ngày sẽ cung cấp cho bạn 35% lượng canxi cần thiết trong một ngày. Vượt trội hơn so với 314mg canxi có trong một cốc sữa bò. Thật tuyệt vời đúng không nào tuy nhiên thì chúng ta cũng hãy nhớ tiêu thụ hạnh nhân với một hàm lượng hợp lý được khuyến cáo để tránh gây ra tình trạng tăng cân các bạn nhé. Bên cạnh hạnh nhân cũng có một thực phẩm khác, không phải từ sữa, đậu nành nhật còn gọi là edamame. đây là một nguồn canxi tuyệt vời với 5 giờ chất sơ mỗi khẩu phần. edamame cũng nổi tiếng với hàm lượng protein hoàn chỉnh chứa tất cả 9 axit amin thiết yếu. để bổ sung canxi, hãy thêm hạnh nhân và edamame vào chế độ ăn hàng ngày. một lựa chọn thông minh để giúp cải thiện và duy trì sức khỏe cho xương khớp. 4. quả sung bạn có biết rằng chỉ cần ăn sung hàng ngày cơ thể bạn đã có thể hấp thụ lên tới 162 mg canxi. Chúng ta đều biết rằng canxi là một dạng khoáng chất cần thiết giúp củng cố xương và răng. Ở người cao tuổi chúng ta thì việc bổ sung hàm lượng canxi dồi dào từ sung đều đặn này sẽ giúp các vấn đề về xương khớp như loãng xương, gãy xương được cải thiện rõ rệt đấy ạ. À? và không chỉ là canxi mà các chuyên gia dinh dưỡng còn cho biết quả sung vốn chứa rất nhiều chất xơ và kali từ đó có thể giúp cơ thể của bạn duy trì sự cân bằng và ổn định. Hãy tưởng tượng rằng chỉ với việc ăn một quả sung mỗi ngày, cơ thể bạn đã được hưởng lợi từ một nguồn dưỡng chất vô cùng tuyệt vời. Ngoài ra, các dưỡng chất trong quả này còn giúp người cao tuổi duy trì các chức năng cơ bắp, ổn định nhịp tim, kiểm soát lượng đường trong máu và đặc biệt là hỗ trợ sản xuất protein và năng lượng cho cơ thể. Vì những lý do này mà chẳng phải ngẫu nhiên gì mà xung được mệnh danh là siêu thực phẩm dành cho người cao tuổi. 5. Quả cam Có thể chúng ta đã biết thì cam là một nguồn cung cấp vitamin C vô cùng dồi dào cho thể. Thế nhưng bạn có biết rằng hàm lượng canxi trong cam cũng vô cùng đáng kể không ạ? À? Một quả cam sẽ chứa tới 65mg canxi tự nhiên từ đó có thể giúp bảo vệ và tăng cường độ chắc khỏe của xương khi về già vô cùng hiệu quả và nếu như bạn có thể uống một cốc nước cam khoảng 280ml mỗi ngày có thể cung cấp lên tới 35% nhu cầu canxi hàng ngày. Rất đáng ngạc nhiên đúng không nào, cam không chỉ giàu vitamin C mà còn chứa nhiều vi chất thiết yếu khác như kali và sắt. Bên cạnh đó thì các chất chống oxy hóa có trong cam còn hỗ trợ xây dựng hệ thống miễn dịch vững vàng cho người cao tuổi từ đó góp phần làm giảm đi sự tấn công của vi khuẩn và virus, giúp chống viêm và giảm đau xương khớp một cách hiệu quả. Điều này càng chứng minh tầm quan trọng của việc thêm cam vào chế độ ăn hàng ngày, đặc biệt là đối với người cao tuổi chúng ta nếu muốn giảm những cơn đau xương khớp khó chịu vào trời lạnh đấy ạ. À. Cam ít calo và nhiều chất xơ, giúp bạn cảm thấy no lâu hơn, kiểm soát cân nặng và cung cấp đủ năng lượng cho cơ thể. Vì thế, nếu bạn đang tìm kiếm một cách tự nhiên và ngon miệng để bổ sung canxi thì cam chính là một lựa chọn vô cùng tuyệt vời. 6. Bông cải xanh nếu như bạn nghĩ rằng chỉ có sữa và các sản phẩm từ sữa mới là nguồn cung cấp canxi chính, thì đó lại là một quan niệm sai lầm. Biết không nào, chỉ cần hai cốc bông cải xanh sống, cơ thể của bạn đã có thể hấp thụ tới 70mg canxi rồi đấy. Điều này có nghĩa là bông cải xanh chính cũng là một nguồn cung cấp canxi thực vật rất tuyệt vời, đặc biệt là dành cho những ai mắc phải căn bệnh đau xương khớp gặp tình trạng đau nhức khó chịu mỗi khi trời trở lạnh. Được biết, bông cải xanh còn chứa một lượng vitamin c gấp đôi so với quả cam vậy nghĩa là không chỉ giúp cải thiện sức khỏe xương khớp bông cải xanh còn tăng cường hệ thống miễn dịch cho cơ thể từ đó giúp cơ thể của bạn tăng cường khả năng ngăn cản hiệu quả các tác nhân gây bệnh hơn nữa các nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc bổ sung rau họ cải như bông cải xanh vào trong chế độ ăn hàng ngày có thể giúp chúng ta giảm nguy cơ mắc phải một số bệnh ung thư nghiêm trọng khi về già như ung thư ruột kết và tuyến tiền liệt vô cùng phổ biến đấy các bạn ạ à. vậy nên hãy cố gắng bổ sung đủ lượng bông cải xanh vào chế độ ăn hàng ngày của mình để hưởng lợi từ những lợi ích tuyệt vời mà thực phẩm này mang lại cho sức khỏe chúng ta các bạn nhé năm lưu ý quan trọng giúp phòng ngừa đau xương khớp tuổi già mùa lạnh mang đến nhiều thách thức cho người cao tuổi chúng ta khi những đau xương khớp có thể trở nên nặng nề hơn nhưng đừng quá lo lắng vì trên thực tế đã có những cách tuyệt vời để giúp bạn chống lại cảm giác đau đớn và tăng cường sức khỏe xương khớp của mình dù có thời tiết có lạnh thế nào. Thống kê cho thấy rằng rất nhiều người cao tuổi trên toàn thế giới đều gặp phải triệu chứng này. Việc quản lý tình trạng sức khỏe và ứng phó với các triệu chứng một cách hiệu quả sẽ góp phần tăng cường chất lượng cuộc sống của bạn. Tiếp theo sau đây, chúng tôi sẽ đề cập tới những việc mà người cao tuổi cần đặc biệt chú ý để phòng ngừa và giảm thiểu cơn đau nhức xương khớp sau đây. Thứ nhất, luôn giữ ấm cơ thể. Mùa đông đang tới và cùng với nó là sự thay đổi trong thời tiết dễ khiến cơ thể chúng ta trở nên dễ bị tấn công. Điều mà không phải ai cũng biết, đó là sự lạnh cũng có thể gây ra sự đau nhức tại các khớp xương, đặc biệt là ở bàn chân, bàn tay và đầu gối. Để đối phó với tình trạng này một cách hiệu quả, giữ ấm cơ thể là một yếu tố vô cùng quan trọng mà quý vị không thể bỏ qua. Nhưng tại sao việc giữ ấm lại quan trọng đến vậy? dưới tác động của thời tiết lạnh cơ thể chúng ta dễ bị nhiễm lạnh gây ra các bệnh về hô hấp nhiễm khuẩn suy giảm hệ miễn dịch đồng thời ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe xương khớp thứ hai nghỉ ngơi hợp lý việc nghỉ ngơi đúng cách là một trong những phương pháp đơn giản mà hiệu quả trong việc giảm nhẹ áp lực lên các khớp xương và giúp giảm nhanh cơn đau thực sự chế độ nghỉ ngơi hợp lý cùng với việc giảm vận động đúng mức có thể giúp làm giảm áp lực cho khớp giúp giảm nhẹ các triệu chứng đau nhất tuy nhiên việc lựa chọn cách nghỉ ngơi như thế nào cũng cần được chú ý tránh việc ngồi nằm lâu trong một tư thế cố định có thể làm tê cứng các khớp gây ra cảm giác đau đớn mỏi mệt ngược lại vận động nhẹ nhàng trong khoảng thời gian hợp lý có thể giúp ngăn ngừa các bệnh về xương khớp như thoái hóa và giúp cơ thể được linh hoạt hơn thứ ba chế độ dinh dưỡng hợp lý có thể bạn không ngờ nhưng chế độ dinh dưỡng của bạn có thể tác động lớn đến cách bạn cảm thấy Đau nhức xương khớp có thể trở nên nặng hơn trong thời tiết lạnh, nhưng một chế độ ăn cân đối có thể giúp giảm bớt những cơn đau và thậm chí phòng ngừa tình trạng này. Hãy cố gắng mỗi ngày ăn đủ chất, bổ sung đầy đủ dinh dưỡng và duy trì cân nặng hợp lý để không tạo áp lực quá lớn lên các khớp. Bạn uống đủ nước và tăng cường các loại thực phẩm giàu canxi, vitamin D, C, chứa nhiều collagen để nuôi dưỡng xương khớp, giúp chúng khỏe mạnh. Đồng thời, bạn hạn chế các loại thực phẩm cay nóng nhiều gia vị, giúp cơ thể tăng cường sức đề kháng, miễn dịch. Thứ tư, tập luyện xương khớp. Trong video hôm nay, chúng tôi sẽ cùng thảo luận về một vấn đề phổ biến mà nhiều người cao tuổi gặp phải khi thời tiết chuyển lạnh, đó là đau nhức xương khớp. Đặc biệt, chúng tôi muốn khám phá một giải pháp mà không phải ai cũng nghĩ đến, đó là việc tập luyện xương khớp một cách thường xuyên. Bạn có thể tự hỏi, làm sao tập luyện có thể giúp giải quyết những cơn đau xương khớp? Thực ra, khi bạn cảm thấy đau bản năng tự nhiên có thể khiến bạn muốn hạn chế các hoạt động nhưng thực tế việc không vận động có thể khiến tình trạng tê cứng khớp trở nên nghiêm trọng hơn chính vì thế thay vì tránh né vận động hãy tìm hiểu cách tập luyện xương khớp một cách nhẹ nhàng và hợp lý việc này không chỉ giúp lưu thông máu và khí huyết một cách tốt hơn giúp tăng cường dưỡng chất cho các khớp và dịch bôi trơn mà còn giúp giảm đau và cải thiện chức năng của các khớp thứ năm đó là dùng thuốc hợp lý Đau xương khớp không chỉ gây ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày của chúng ta mà còn là dấu hiệu của nhiều bệnh lý khác nhau. Đó là lý do tại sao bác sĩ khuyên rằng người cao tuổi nếu cảm thấy đau nhức xương khớp, đặc biệt khi trời chuyển lạnh, nên nhanh chóng đến khám để được chẩn đoán và điều trị phù hợp. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, chúng ta thường tự mua và sử dụng các loại thuốc giảm đau hoặc dùng các bài thuốc dân gian, thực phẩm hỗ trợ điều trị mà không có sự hướng dẫn của bác sĩ. Điều này không chỉ có thể không giúp chữa đúng bệnh mà còn có thể gây ra tác dụng phụ và khiến bệnh trở nên nặng hơn. Người già bị đau khớp gối nên kiêng ăn gì? Bạn biết không, có rất nhiều thực phẩm tốt cho bệnh đau khớp gối mà chúng tôi đã chia sẻ ở trên thì bên cạnh đó cũng có rất nhiều loại thực phẩm gây ảnh hưởng xấu đến tình trạng bệnh và khiến cho cơn đau ngày một trầm trọng hơn. Người già đau khớp gối nên ăn gì, không nên ăn gì, chúng ta phải thật là lưu ý vấn đề này nhé dưới đây là tám loại thực phẩm cần gạt ra khỏi thực đơn hàng ngày của những ai bị đau khớp gối thực phẩm chiên bạn có biết rằng một phần thực phẩm yêu thích của bạn có thể không phải lựa chọn tốt nhất khi bạn muốn tránh đau xương khớp đặc biệt là khi bạn là người cao tuổi đó là các món ăn chiên chẳng hạn như thịt chiên khoai tây chiên thực phẩm chiên với vị ngon hấp dẫn mà chúng mang lại có thể khá khó cưỡng lại tuy nhiên bác sĩ không khuyến nghị chúng cho những ai đang gặp phải vấn đề về thoái hóa khớp lý do là thực phẩm chiên có thể làm gia tăng mức độ viêm khớp giảm hiệu quả phòng thủ tự nhiên của cơ thể thịt đỏ thịt đỏ chẳng hạn như thịt bò thịt heo do dễ tiếp cận và ngon miệng nên thường được nhiều người yêu thích tuy nhiên nếu đang gặp vấn đề về đau hoặc viêm khớp bạn nên hạn chế việc ăn thịt đỏ mặc dù thịt đỏ là nguồn protein tuyệt vời nhưng thật ra chúng ta không cần thịt đỏ để đáp ứng nhu cầu protein hàng ngày thay vì ăn thịt đỏ hãy bạn tập trung vào việc bổ sung các loại thực phẩm ít béo như cá đậu và các loại hạt những loại thực phẩm này không chỉ cung cấp đầy đủ protein mà còn giúp giảm đau và viêm khớp không chỉ vậy việc lựa chọn chế biến thức ăn sao cho lành mạnh cũng quan trọng không kém thay vì chiên hoặc xào thịt hãy ưu tiên chế biến bằng cách hấp hoặc nấu để hạn chế nhiều mỡ trong chế độ ăn chất bảo quản cũng như hầu hết chúng ta quý vị có thể đã có thói quen ăn các loại thức ăn đóng hộp hoặc chế biến sẵn vì chúng thuận tiện và ngon miệng tuy nhiên có điều gì đó rất quan trọng mà quý vị cần biết về những loại thực phẩm này các loại thực phẩm đóng hộp chế biến sẵn thường chứa nhiều chất bảo quản mục đích là để kéo dài thời hạn sử dụng của sản phẩm và giữ cho nó giữ được hương vị tuy nhiên không ít người không biết rằng chất bảo quản này có thể tác động tiêu cực đến sức khỏe của chúng ta đặc biệt là những người mắc bệnh viêm khớp. Chất bảo quản có thể làm tăng tình trạng thoái hóa khớp gối, làm tăng đau và viêm ở các khớp. Do đó, nếu bạn là người mắc bệnh viêm khớp, bạn cần tránh ăn các loại thực phẩm chứa chất bảo quản, rượu. Một yếu tố tưởng chừng như không liên quan nhưng lại có ảnh hưởng lớn đến sức khỏe xương khớp của bạn, đó là việc uống rượu. Có lẽ bạn đã nghe nói rằng việc uống rượu có hại cho sức khỏe, nhưng bạn đã từng liên tưởng nó tới việc đau xương khớp chưa? cho dù việc uống rượu là một phần của văn hóa hay một cách để giảm căng thẳng nhưng chúng tôi muốn nhấn mạnh một điều nếu bạn đang mắc bệnh thoái hóa khớp viêm khớp hoặc bệnh gút bạn nên tránh xa bia rượu uống rượu trong một thời gian dài không chỉ làm nặng thêm tình trạng đau khớp hiện tại của bạn mà còn có thể gây ra các vấn đề về xương khớp khác bao gồm viêm xương khớp điều này dẫn đến đau khớp gia tăng và hiệu quả điều trị giảm dần và đó chính là những lời khuyên quý giá mà chuyện nhân quả muốn chia sẻ đến các bạn trong tập video hôm nay. Tuổi già, không uống sữa, ăn gì giúp bổ sung canxi, hết đau xương khớp. Hy vọng quý vị đã hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của việc bổ sung canxi và cũng đã tìm được những giải pháp phù hợp với mình. Các bạn thân mến, theo y học cổ truyền, lá lốt có vị nồng, hơi cay và tính ấm. Và nó được biết đến như một loại thuốc bổ trong tự nhiên, có thể làm ấm bụng, giúp trừ cảm lạnh và giảm đau. Do đó, loại lá này thường được sử dụng trong nhiều điều trị các chứng bệnh của tuổi già, như đau nhức xương khớp, ra mồ hôi tay chân, mụn nhọt ở người cao tuổi. Trong video ngày hôm nay của chúng tôi sẽ cùng nhau tìm hiểu về những lợi ích thật sự mà lá lốt mang lại cho sức khỏe của người cao tuổi và làm cách nào để chúng ta có thể tận dụng tối đa những lợi ích này. Quan trọng hơn hết, điều mà chúng ta cần phải đặc biệt lưu ý đó là có ba đối tượng tuyệt đối không nên sử dụng lá lốt. Nếu như bạn ăn lá lốt không đúng cách, có thể để lại vô số những hậu quả khôn lường cho sức khỏe của chúng ta. Vì thế, bạn hãy tập trung theo dõi những gì chuyện nhân quả sắp chia sẻ sau đây và đừng bỏ lỡ bất kỳ điều gì nhé. Lá lốt nấu nước uống giúp điều trị bệnh gì? Bạn biết không, khi chúng ta uống nước lá lốt theo đông y sẽ mang lại rất nhiều tác dụng cho cơ thể như giúp làm ấm bụng, giải phóng cảm giác lạnh, hỗ trợ hệ tiêu hóa bằng cách giảm tình trạng đau, đầy hơi, khó tiêu, và bên cạnh đó còn có những tác dụng khác như một Chữa đau xương khớp Sau đây chúng tôi muốn chia sẻ với các bạn một phương pháp dân gian hết sức hiệu quả trong việc giảm đau xương khớp. Đặc biệt là với những người cao tuổi chúng ta, khi thường hay gặp phải những cơn đau ở lưng hay xương khớp, nhất là mỗi khi thời tiết thay đổi có thể bạn đã từng dùng lá lốt trong việc nấu nước và thưởng thức nhưng có thể bạn chưa biết rằng lá lốt được biết đến như một dạng thuốc bổ trong tự nhiên với khả năng giảm viêm và giảm sưng cực kỳ hiệu quả điều này là nhờ vào thành phần bg esatat tồn tại trong lá lốt do đó nếu bạn hay gia đình bạn có đang gặp những vấn đề về xương khớp hãy nghĩ về những áp dụng bài thuốc dân gian này nhé Uống nước lá lốt theo công thức này hai lần mỗi ngày trong vòng 1 tuần có thể giúp bạn giảm đi các cảm giác đau nhức vô cùng khó chịu. Phải làm thế nào để chuẩn bị bài thuốc này? Cực kỳ đơn giản, bạn chỉ cần chuẩn bị 5 đến 10g lá lốt đã phơi khô hoặc 15 đến 30g lá lốt tươi rửa sạch thật kỹ. Tiếp theo bạn hãy đun lá lốt trong một lít nước, tiếp tục đun cho đến khi nước còn lại khoảng một nửa. Sau đó bạn lọc nước lá lốt ra và dùng trong suốt một ngày hôm đó. Đồng thời uống nước lá lốt trước khi nước vẫn còn ấm sau bữa ăn tối sẽ càng giúp tăng hiệu quả của bài thuốc này các bạn ạ. À. 2. chữa đau bụng do nhiễm lạnh. Cảm giác đau bụng do nhiễm lạnh có thể xảy ra với bất kỳ ai và đôi khi cơn đau bất chợt này có thể gây ra khá nhiều phiền toái. Tuy nhiên có một giải pháp tự nhiên và rất hiệu quả, có thể ngay lập tức so dịu cảm giác đau này ngay tại nhà của bạn đó là uống nước lá lốt. Một loại lá mà bạn có thể đã từng sử dụng trong nhiều món ăn đặc biệt của Việt Nam. Nhưng có thể bạn chưa biết về khả năng trị liệu đặc biệt của nó đối với tình trạng đau bụng do diễm lạnh. Chúng ta có thể dễ dàng chuẩn bị và thực hiện bài thuốc này bằng cách sau. Bạn chỉ cần 20g lá lốt tươi. Sau khi đã rửa sạch, đem đi sắc cùng với 300 ml nước. Đun cho đến khi nước dần còn lại 100 ml, bạn nên uống nước này khi còn ấm, cụ thể là trước bữa ăn tối để đạt hiệu quả tốt nhất. Sự kết hợp của hương vị dễ chịu và khả năng làm ấm tự nhiên của lá lốt không chỉ giúp mang lại cảm giác ấm áp cho cơ thể mà còn giúp thúc đẩy quá trình tiêu hóa và giảm đau nhanh chóng nữa đó các bạn. 3. Điều trị chứng ra mồ hôi mồ hôi tay và chân có thể gây ra rất nhiều khó chịu, đặc biệt là trong những ngày hè nắng nóng đúng không ạ? À? Không chỉ thế, tình trạng này có thể gây khó khăn trong việc đảm nhận các hoạt động hàng ngày và ảnh hưởng đến sự tự tin của cá nhân. Và bạn biết không, lá lốt một thành phần quen thuộc trong ẩm thực Việt Nam lại có khả năng không ngờ trong việc giúp giảm và điều tiết mồ hôi. Khi áp dụng lá lốt theo cách này, bạn sẽ sớm thấy triệu chứng ra mồ hôi của mình giảm đi đáng kể. Để áp dụng cách này, bạn hãy chuẩn bị khoảng 30 gram lá lốt tươi và rửa sạch. Sau đó hãy đun lá lốt với một lít nước trong khoảng 10 phút. Bạn cần dùng nước này liên tục trong 4 đến 5 ngày và uống hai lần mỗi ngày nhé. Đây là một phương pháp truyền thống tuyệt vời để giúp hỗ trợ điều trị những triệu chứng khó chịu này. Tuy nhiên, nếu sau một thời gian áp dụng mà triệu chứng không cải thiện hay tái phát, đừng chân chừ mà hãy tham khảo ý kiến của bác sĩ để đảm bảo bạn nhận được chẩn đoán và điều trị đúng đắn. 4. Tăng cường sinh lý nam Có thể bạn đã từng thưởng thức hương vị độc đáo của lá lốt qua nhiều món ăn truyền thống của Việt Nam. Nhưng bạn đã bao giờ nghĩ rằng loại lá này lại có thể giúp cải thiện sức khỏe sinh lý của nam giới hay chưa? Đúng vậy, các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng lá lốt có chứa nhiều vitamin và khoáng chất có lợi cho sức khỏe, đặc biệt là khả năng tăng cường sinh lý ở nam giới. Điều này có nghĩa là bằng cách thêm lá lốt vào chế độ ăn uống hàng ngày, bạn không chỉ thưởng thức hương vị tuyệt vời mà nó có thể giúp cải thiện sức khỏe sinh lý của mình một cách tự nhiên và an toàn. Vì vậy, hãy chuẩn bị và thưởng thức những món ăn chế biến từ lá lốt như món lá lốt xào hến một món ăn hấp dẫn, vừa giàu dinh dưỡng, vừa giúp tăng cường sức khỏe sinh lý. 5, chữa ngộ độc thức ăn. Chúng ta sẽ tiếp tục khám phá những công dụng bất ngờ của lá lốt, đó là khả năng giúp chữa trị ngộ độc thức ăn. Đây là một thông tin đặc biệt quan trọng đối với các bậc cha mẹ có con nhỏ. Các dấu hiệu của ngộ độc thức ăn ở trẻ nhỏ bao gồm đau bụng, đại tiện nhiều lần, nôn mửa, mất nước và sốt khi tình trạng ngộ độc bất ngờ xảy ra, đôi khi làm cho các bậc làm cha mẹ cảm thấy bất lực, luôn cuốn và không biết phải làm gì. Tuy nhiên, trong trường hợp cấp bách khá bất ngờ này, khi biết rằng chúng ta có thể sử dụng lá lốt để hỗ trợ giảm đi những triệu chứng này một cách nhanh chóng. Để thực hiện, bạn chỉ cần những nguyên liệu sau đây. Lá lốt, bạch truật, hạt sen, hậu phát, sinh khương, sâm bô chính, rau má, cam thảo, trần bì. Tất cả các nguyên liệu này được chuẩn bị với lượng 10 gram mỗi thứ. Bước tiếp theo là đun những nguyên liệu trên với 100 ml nước. Nước thu được sau khi đun sôi, hãy để nguội rồi chia thành 3 lần cho bé uống trong ngày. Bạn biết không, tất cả các thực phẩm này đều có khả năng giúp giảm đau, ngăn ngừa mất nước và ổn định dạ dày. Từ đó giúp bạn nhanh chóng giảm đi những triệu chứng khó chịu liên quan đến ngộ độc thức ăn. Tuy nhiên, bạn cũng cần biết rằng đây chỉ là một phương pháp hỗ trợ và không thể thay thế cho việc tìm đến sự giúp đỡ của bác sĩ. Nếu triệu chứng của bé không cải thiện hay trở nên nghiêm trọng hơn, bạn phải ngay lập tức đưa đến nơi khám gần nhất để kịp thời điều trị. 6. Chữa chứng phụ thủng Sau đây chúng tôi có một bí mật thú vị dành riêng cho những ai đang gặp phải tình trạng phụ thủng, một biểu hiện phổ biến của bệnh thận ở người cao tuổi. Đó là việc chúng ta sẽ sử dụng lá lốt qua cách nấu nước uống để hỗ trợ giảm triệu chứng bệnh. Phụ thủng là tình trạng mà ở đó cơ thể bạn lưu giữ quá nhiều nước, dẫn đến sưng phình ở một số vùng, chân, lòng bàn chân và mắt cá chân. Trên thực tế, lá lốt có thể làm giảm tình trạng này một cách đáng kể. Để sử dụng lá lốt, bạn sẽ cần một số nguyên liệu khác, bao gồm gai leo, rễ mỏ quả, rễ tầm gai, lá đa lông và mã đề mỗi thứ chuẩn bị với lượng 10g. Tiếp theo đun tất cả những nguyên liệu này với một lít nước và để loãng. Hãy uống nước này sau bữa ăn trưa khi còn ấm. Cần lưu ý rằng nước chỉ nên được sử dụng trong ngày và không để qua đêm. Tuy nhiên xin nhấn mạnh rằng, ngay cả khi lá lốt và các vị thuốc tự nhiên khác có thể hỗ trợ giảm triệu chứng, nếu tình trạng phụ thủng của bạn không cải thiện hoặc trở nên nghiêm trọng hơn, hãy liên hệ với bác sĩ của bạn để nhận được lời khuyên chuyên môn và điều trị. 7. Điều trị cảm cúm. Như chúng ta biết, cảm cúm là một tình trạng thường gặp khi về già, vì lúc này sức đề kháng của chúng ta đã giảm đi đáng kể nhất là những khi trái gió trở trời. Nó có thể gây ra các triệu chứng như sốt, ho, đau nhức và mệt mỏi và làm giảm chất lượng cuộc sống khi về già của chúng ta. Đặc biệt với những ai có hệ miễn dịch yếu cảm cúm có thể kéo dài lâu hơn và gây ra nhiều biến chứng khó chịu và bạn biết không nước lá lốt là một loại thuốc dân gian trong y học cổ truyền việt nam và đây có thể là giải pháp tuyệt vời cho những ai đang mắc phải tình trạng này trong lá lốt có chứa các chất chống vi khuẩn tự nhiên từ đó giúp cơ thể đánh bại virus cảm cúm và nâng cao sức đề kháng của bạn thậm chí uống nước lá lốt không chỉ hỗ trợ trong việc giảm các triệu chứng khó chịu của cảm cúm mà còn giúp cơ thể phục hồi nhanh chóng mà không gây ra các tác dụng phụ như một số loại kháng sinh thông thường. Để sử dụng bạn chỉ cần ngâm một ít lá lốt trong nước sôi và để nguội, uống nước này mỗi ngày sẽ giúp bạn cảm thấy đỡ mệt mỏi, ít ho hơn và thậm chí có thể giúp giảm sốt. Tuy nhiên, nếu các triệu chứng cảm cúm của bạn kéo dài hoặc nghiêm trọng hơn sau một tuần sử dụng lá lốt, đừng quên liên hệ với bác sĩ để được kiểm tra và tư vấn. Người cao tuổi nấu nước lá lốt uống mỗi ngày có tốt hay không? Khi bạn sử dụng lá lốt hoặc bất kỳ loại thảo dược tự nhiên nào để hỗ trợ điều trị một loại bệnh, thì việc tuân thủ đúng liều lượng và thời gian quy định luôn là rất quan trọng. Vì vậy chúng ta cần lưu ý rằng, việc sử dụng lá lốt không nên kéo dài hàng ngày trong thời gian dài. Thời gian khuyên dùng là khoảng từ 7 đến 10 ngày và liều lượng là 8 đến 12 gram lá lốt trên một ngày tương đương với 20 đến 30 gram lá lốt tươi trên một ngày. Điều cần lưu ý là nếu sử dụng lá lốt quá mức có thể gây khó tiêu, đầy bụng và ở nóng, những tình trạng không ai muốn gặp phải. Ba đối tượng không nên sử dụng nước lá lốt. Người mắc bệnh viêm dạ dày, viêm loét dạ dày hoặc viêm tá tràng. Trong các phần trước, chúng ta đã tìm hiểu về những lợi ích tuyệt vời của lá lốt từ việc hỗ trợ điều trị cảm cúm cho đến ứng dụng trong việc điều chỉnh tình trạng phù thủng. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể sử dụng lá lốt một cách an toàn. Nếu bạn mắc bệnh viêm dạ dày, viêm loét dạ dày hay viêm tá tràng, thì hãy thận trọng khi sử dụng lá lốt. Mặc dù lá lốt có nhiều lợi ích cho sức khỏe, nhưng sử dụng lá lốt thường xuyên có thể là một điểm trừ cho những ai mắc bệnh liên quan đến hệ tiêu hóa này. Trong lá cốt có chứa một số chất có thể gây kích ứng đến dạ dày, đang bị viêm hoặc có lét. Sử dụng lá lốt quá mức hoặc quá thường xuyên có thể gây thêm kích ứng cho dạ dày, làm tăng cảm giác khó chịu và có thể làm chậm quá trình hồi phục. Sở dĩ tôi nói điều này hôm nay là để nhắc nhở mọi người về tính toàn diện của việc duy trì sức khỏe. Khi sử dụng bất kỳ một loại thảo dược nào, không chỉ lá lốt, hãy nhớ rằng thảo dược cũng có thể tương tác với cơ thể của bạn theo cách mà bạn không mong muốn. Nếu bạn mắc một số loại bệnh nhất định người thường bị nóng trong nhiệt miệng cảm giác nóng bừng trong cơ thể hay nhiệt miệng tên khoa học là hội chứng bốc hỏa thường gặp ở người cao tuổi có thể biểu hiện thông qua nhiều triệu chứng như mồ hôi tay miệng khô hơi thở nóng khẩu khát tiểu nhiều mặt đỏ đặc biệt là sau khi ăn mặc dù lá lốt có rất nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng nếu bạn mắc phải nóng trong hoặc nhiệt miệng bạn nên cẩn thận khi sử dụng lá lốt thực tế lá lốt có nhiệt độ ấm có thể làm tăng thêm cảm giác nóng trong và nhiệt miệng nếu được tiêu thụ thường xuyên. Thay vào đó, người cao tuổi mắc bệnh nóng trong hoặc nhiệt miệng nên tìm đến những thực phẩm có tính mát như dừa hấu, dưa lề, chanh, chè đậu xanh, rau muống, rau ngót, hoa quả nhiều nước để làm mát cơ thể các bạn nhé. Phụ nữ sau sinh đang cho con bú Thời kỳ sau sinh là một thời kỳ quan trọng đối với bà mẹ mới và cần phải được chăm sóc đặc biệt trong giai đoạn này một số loại thực phẩm bao gồm cả thảo dược tự nhiên như lá lốt có thể ảnh hưởng đến sữa mẹ cũng như sức khỏe của em bé lá lốt có tính nhiệt và có thể gây khó tiêu đầy hơi ở chua nếu sử dụng quá nhiều điều này không chỉ ảnh hưởng đến bà mẹ sau sinh mà còn có thể ảnh hưởng tới chất lượng của sữa mẹ hơn nữa những chất có trong lá lốt có thể đi vào sữa mẹ từ đó ảnh hưởng tới em bé Đặc biệt, các bà mẹ sau sinh nên nhớ rằng, dù la lốt có rất nhiều lợi ích cho sức khỏe, nhưng việc ăn quá nhiều có thể cũng không tốt. Thậm chí nó có thể gây ra những tác dụng phụ không mong muốn như đau bụng, khó tiêu và đi ngoài thường xuyên. Sau sinh, các bà mẹ nên tập trung vào việc ăn uống đa dạng, cân đối và ăn nhiều thực phẩm giàu dinh dưỡng để đảm bảo cung cấp đủ sữa cho con và giữ gìn sức khỏe cho cơ thể. Dù la lốt có vô vàng tác dụng cho sức khỏe, và là thực phẩm giải độc gan tự nhiên. Tuy nhiên, đối với các đối tượng mà chúng tôi đã nói trong video, việc tiêu thụ lá lúa có thể không mang lại tác động tích cực như bạn nghĩ. Hy vọng rằng những thông tin mà chuyện nhân quả đã chia sẻ trong video ngày hôm nay sẽ giúp ích cho bạn trong việc duy trì sức khỏe của mình và người thân yêu. Đừng quên là sức khỏe chính là tài sản quý giá nhất của chúng ta dù ở bất kỳ độ tuổi nào các bạn nhé nếu thấy video này hay và ý nghĩa đừng quên nhấn nút thích và đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào cảm ơn bạn đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo